Hôm nay chúng ta sẽ tập bài Đừng Như Thói Quen. Bản ballad này rất được yêu thích. Chúng ta có thể đánh bài này với điệu sơ sớp. Các bạn nhớ đăng ký kênh Counter Music để nhận các bài tập tiếp theo ủng hộ Taylor và share các bài tập này cho các bạn khác cùng tập guitar nhé. Cảm ơn các bạn. Điệu sơ sớp có nhịp là 4-4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bấm vào chữ đi em rê thứ. Với chữ đi em rê thứ chúng ta đánh. Bùm, chúng ta sẽ đánh vào dây số 4. Và bây giờ Taylor sẽ đọc theo thứ tự số dây. 3-2. Bùm 3-2. Bùm 3-2. Bùm 3-2. Taylor sẽ mở các bài này trong Simo để các bạn join về đàn cùng Taylor. Đó là cách tập rất hiệu quả. Vì khi đó các bạn đánh, Taylor sẽ nhận xét cách đánh của các bạn và chỉnh sửa cho các bạn đánh tốt hơn nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp các hợp âm đã học. Đi em, rê thứ, chữ C đô trưởng, chữ B flat, C giáng, chữ F pha trưởng, chữ G em son thứ, chữ A7 là la 7 để chúng ta đánh bài Đừng Như Thói Quen này. Bài này hợp âm chính là đi em, rê thứ. Các bạn nào chưa nắm các hợp âm nãy giờ Taylor nói, các bạn dở lại các clip cũ, Taylor đã hướng dẫn tất cả các hợp âm này rồi nhé. Anh từng là duy nhất, là cả quan trời trong em, nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ cần là một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta gần nhau hơn. Em cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim phải đi lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về trong cái phòng vắng, dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ chỉ còn là giấc mơ. Điều sơ sớp có rất nhiều cách đánh nha các bạn. Cũng một bài Taylor có thể đánh cách này, nhưng các bạn khác sẽ đánh cách khác. Taylor thường hướng dẫn cho các bạn là cách đơn giản nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.